Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Mời cha mẹ các cháu và các cháu ngồi xuống. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Cũng là ngày mà Nhân Đức bắt đầu mỗi tháng chúng ta sẽ tổ chức sinh hoạt cho các cháu được đi về chùa một lần. Chùa mình thì mỗi tuần thứ bảy mình học tập lớp đạo làm con. Và bây giờ thì cứ học 3 tuần tới một tuần thứ tư thì chúng ta tổ chức sinh hoạt gì nè, cho các cháu, cha mẹ các cháu được ngồi chung với nhau, về chùa được ăn miếng bánh uống miếng nước cùng với quý cô đồ trong chùa mình phục vụ Tam Bảo. Nhưng Đức thấy cái nền giáo dục nó rất là quan trọng. Khi Bác Hồ còn tại thế, Bác rất là thương thiếu nhi. Vì sao? Vì các cháu thiếu nhi tương lai sẽ là những mầm non của đất nước. Nếu như một con người còn nhỏ mà không được dạy đàng hoàng, vậy thì sao lớn lên nên người để mà giúp ích cho đất nước chúng ta được giàu mạnh. Nên tuổi trẻ cũng như là một cái cây non cần phải được chăm bón. Nếu như bỏ đại càng thì cái cây này nó lên cong quẹo, nó có khi cũng không qua kết quả của cuộc đời. Nên là Bác Hồ rất là chú trọng về giáo dục trẻ em. Việc này vô cùng quan trọng. Và chúng ta bây giờ học Phật Pháp, chúng ta cũng thấy rõ ràng cái nền giáo dục nó rất là quan trọng. Vì con người được tiếp nhận giáo dục thì không có tệ. Nên ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam là một nền giáo dục để cho tất cả những người học trò của chúng ta đều phải nhớ ơn thầy cô đã dạy cho mình biết được đạo nghĩa. Đây là cái việc rất quan trọng. Chúng ta ngồi đây vì chúng ta nhớ ơn Hòa Thượng xây chùa. Ngày xây chùa mình mới có chỗ ngồi gì các con. Như bữa nay mưa lâm râm nguyên buổi chiều nè. Nếu đi đến đây mà không có mái che của ngôi chùa này, chúng ta làm sao đi đến đây ở đây được đây. Giờ mình ngồi đây được ấm áp gì, rồi ngồi bên nhau gì như một đại gia đình. Đây là nhờ ơn Hòa Thượng xây chùa. Cuộc đời Nhân Đức đi tu được gặp ngay Đại Đức Thích Giác Nhàn là người tu tịnh độ. Cũng nhờ cái nền móng ban đầu đó mà Nhân Đức ngày hôm nay có được cơ hội này. Và Nhân Đức rất là biết ơn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng Pháp Pháp Môn Tịnh Độ, mà nghe được 5 năm chờ nên thấm nhuần được Pháp Môn Tịnh Độ. Và Ngài cũng có tư tưởng, đưa lên tư tưởng lớp đạo làm con, giáo dục trẻ em. Nên Nhân Đức mới có thể gây dựng cái lớp học đạo làm con mà suốt thời gian tính ra cũng 5-6 năm lớp đạo làm con. Nhiều cháu nhỏ đi đến đây, và bây giờ các cháu đã lớn rồi đó. Nhưng Đức nghĩ rằng các con cũng học được một phần nào, dù là chưa áp dụng được hết nhưng mà cũng có tư tưởng phải nhớ. Nên Nhân Đức thấy rằng cái nền giáo dục vô cùng quan trọng, nhớ ơn để đền ơn. Bây giờ thí dụ như bây giờ ngày 20 tháng 11 các con có thể mua món quà tặng cho thầy, tặng cho cô. Nhưng mà thật sự thì nền giáo dục á, thì mong cho các con tương lai được tốt đẹp thôi, rồi sống có ý nghĩa.
Cái lớp đạo làm con của chúng ta mở ra là cái quan trọng để dạy cho các cháu biết hiếu với cha mẹ, biết kính trọng thầy và sống có tình có nghĩa với con người. Đây là cái nền giáo dục xác thực nhất để mà mỗi một cháu đi đến chùa các con được tiếp nhận giáo dục vì lễ phép nhân cách làm người. Cái này quan trọng dữ lắm á. Nên ngày hôm nay có một buổi sinh hoạt chúng các cháu, nên những đức nói chuyện chút thôi. Những đức thấy rằng là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, bất cứ một cái chương trình gì của Ngài toàn là có giáo dục là chính, đặt vấn đề giáo dục làm chính, chứ không có hình thức bao nhiêu chứ. Nhớ, giáo dục làm chính. Tại vì con người khi được tiếp nhận giáo dục thì đặc biệt lắm. Những điều mà những đức nhắc các con hoài, các con phải nhớ nè. Điều thứ nhất, chúng ta đi đến bất cứ nơi nào, cái đầu tiên mà các con nhất định phải làm cho bằng được, đó là phải biết chào hỏi người trên, chào hỏi mọi người. Đây là cái lễ phép cực kỳ quan trọng. Những đức thấy đây rất quan trọng. Có một người này xuất gia thọ giới tỳ kheo, đi đến chùa không biết chào hỏi, tức khắc bị mời ra khỏi chùa. Các con thấy không? Thì các con thấy cái lời chào hỏi cực kỳ quan trọng không? Rất là quan trọng. Trước nhất, đi đến đâu phải biết chào hỏi. Gương mặt tươi vui, gặp người chào hỏi, lễ phép trước. Rồi cái gì không hiểu thì hỏi một tiếng. Chắc chắn các con phải sai đâu. Những cái điều này những đức nhắc nhở các con phải nhớ, nhớ nằm lòng. Nếu như đứa nào mà nhớ được thì đứa đó đi đâu cũng không sợ chứ. Tại vì sao? Đây là cái điều mà các con có thể lập được sự nghiệp đó. Rồi điều thứ hai là các con nhất định phải tập chân thật. Vì cái tính chân thật là giúp cho các con có uy tín. Mà có uy tín thì mới lập được sự nghiệp. Một con người mà không chân thật ai dùng mình đây? Đó, nên phải tập chân thật, nghèo cho sạch, rách cho thơm, tuyệt đối không trộm cắp của ai, không tham lam. Thì đây là một cái hành động mà các con lập được sự nghiệp rất là lớn trong cuộc đời. Nhớ nha. Điều thứ ba là nhất định các con khi tiếp xúc đối người tiếp vật, các con phải có tâm từ bi. Mở cái tâm từ bi, tại mình có học Phật nè. Thí dụ như bây giờ mình ham sống sợ chết thì tất cả con vật nó cũng ham sống sợ chết. Nên thí dụ như các con còn ăn mặn là vì con vật này các con ăn nó. Nhưng mà con ruồi, con muỗi, con kiến không cần phải giết thì tuyệt đối không bao giờ giết. Đây cũng là có tâm từ bi rồi đó các con à. Rồi đối với cha mẹ là người đã sinh mình ra nuôi mình khôn lớn, mình có được cái hình hài này, có được sự nghiệp về tương lai, là các con phải nhớ rằng là nhờ công ơn cha mẹ sinh thành có được cái thân này. Nên chúng ta đã đi học thì học cho đàng hoàng. Rồi các con nên có được cái lễ phép đối với cha mẹ. Rồi đối với anh em thì hòa thuận. Sau này lớn khôn tuyệt đối không có chuyện dành của cải với anh em, chị em. Vì sao? Vì anh chị em ruột mà dành của cải nhau, vậy thì giống như con cùng một mẹ mà đi đá nhau ha. Dành của cải vì vật chất mà anh em cấu xé lẫn nhau, đây là một gia đạo suy thoái. Nhớ nghe. Vì của cải vật chất mà anh em đấu đá giành giật, đó là gia đạo suy thoái. Còn một gia đình nghèo mà anh em hòa hợp, có cái gì chia sẻ nhau, có cái khó gì giúp đỡ nhau, thì đây là một gia đạo tương lai thịnh vượng 100%. Nên các con học cái gì nhiều bao nhiêu, cái chuyện đó tùy các con. Nhưng mà cái việc mà một con người sống trong cái cuộc đời này mà nếu như không có lễ phép, là gặp người không biết chào hỏi, đi đến đâu tự ý tùy tiện, thì chắc chắn 100% cuộc đời của con đều thất bại hết, không ai tiếp nhận mình hết. Nhớ. Những đức nhớ đâu 8 năm về trước, có một vị này từng đi du học bên Ấn Độ về. Rồi về biết được nhiều môn học này kia lắm. Thì các con biết rằng là hồi xưa đó là những đức còn là cư sĩ quản chúng ở trên chùa ở trên Đà Lạt. Thì người này đến bắt đầu là thấy mình là cư sĩ không biết nhiều,
thì người này mới đến nơi của ta mà nói quá trời nói và không có lễ phép gì hết. Thì cuối cùng lúc đó hình như những đức với người đó gặp nhau thì sao đó, thì cuối cùng những đức mời người đó ra khỏi vị trí chùa. Các con thấy không, có học thức rất là nhiều nhưng mà thiếu lễ phép. Có nghĩa là mình có học thức nhiều nhưng mà các con đi đến nơi người ta thì các con trước nhất là phải có lễ phép người ta mới dùng các con. Nếu như các con không có lễ phép thì không ai dùng mình hết. Nhớ, việc này rất là quan trọng đó. Nên tất cả các cháu ngay ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, thì chúng ta có những tư tưởng cốt lõi gọn nhất trong cái cuộc đời con người. Có nghĩa là các con đi đến đây học tập lớp đạo làm con mỗi tuần thứ bảy, nhất định từ hôm nay từng nào những đức cũng sẽ nhắc, dù là thừa cũng nhắc luôn, là điều nhắc đúng một cái câu từng nào cũng nhắc hết luôn. Đó là câu gì? Nhất định đi đến đâu cũng phải có lễ phép, đi đến đâu cũng phải chào hỏi người. Nó việc này rất là quan trọng luôn đó. Bây giờ các con nghĩ đi, các con có học cao hiểu rộng cỡ nào nhưng mà bây giờ thí dụ như chai đi, mình cầm điếu thuốc mình hút, mình đi vô trong cái xe hơi hay là trong cái chỗ mà xe buýt cái gì đó, tự nhiên bây giờ người ta ngồi ì vậy, các con đốt điếu thuốc nữa, các con mồi con hút phì phà ra, dù các con có học nhiều cỡ nào đi chăng nữa, các con vẫn là người thiếu giáo dục. Mình có nghĩ rằng bây giờ một điếu thuốc mình hút được ngon này nè mà bao nhiêu người hít khói chưa? Thì mình nghĩ ra được điều này thì tức khắc mình sẽ không làm được cái hành động đó đâu, vì đó là thiếu giáo dục. Dù có học nhiều đó, học nhiều về chữ nghĩa đó, nhưng gọi là thiếu giáo dục đó. Rồi thí dụ như bây giờ mọi người ta đang ngồi nghe nói chuyện đàng hoàng gì này, các con để điện thoại reo hoặc là các con cầm điện thoại con nói chuyện sùm hết, đó là hành động gì? Hành động thiếu hiểu biết. Đây là cái nhớ nghe. Rồi thí dụ như mọi người ta đang ngồi ăn uống gì, biết rằng chỗ này là cái chỗ mình rửa tay súc miệng, nhưng mà mọi người đang ngồi ăn, mình lỡ đó mình xả nước ao rồi mình súc miệng, mình phun phèo, mình khạc đờm ra. Các con nghĩ cái hành động này đẹp không? Không bao giờ đẹp đó. Những cái điều rất là nhỏ như vậy nhưng mà có những người học rất là cao nhưng mà có khi lại không nhận thức được điều đó. Những đứa thấy rõ ràng này, có những người nè bản đồ rất lịch sự luôn, rất sang trọng luôn, đi lỡ một cái nhà ăn chùa mình ngồi ăn cơm, nhà ăn chùa mình thì ăn cơm không bao giờ nói chuyện, rất là im điềm, ngồi ăn không nói chuyện, ngồi im điềm, thì người này để điện thoại reo lên, người này cầm điện thoại lên hello, làm ai cũng hết hồn, thấy không? Thì tự nhiên quan sát nhìn người này, nhìn sang trọng nhưng lại là một con người không biết lễ phép đó, thấy không? Đừng bao giờ nghe, đừng bao giờ cho rằng việc này nhỏ mà mình xem thường nghe. Nên cái người hơn con người là các con biết đi từ góc độ nào không? Tuổi trẻ siêng năng, 100% một đứa bé siêng năng là một đứa bé thông minh. Những đức cái gì cũng thua người ta, những đức chỉ được đúng một cái thôi, là từ khi còn nhỏ những đức là một người siêng năng 100% luôn. Các con biết rằng là những đức làm tất cả các việc từ khi còn nhỏ đi kiếm ăn luôn, mót lúa, mót đậu, tỉa đậu, tỉa bắp, xạ lúa, rồi những đức cắt lúa, những đức gom lúa, những đức xuống lúa, những đức làm đủ chuyện để mà có được cuộc sống trong cuộc đời mình luôn. Rồi lên thành phố là những đức cực cỡ nào những đức cũng chịu đựng được hết luôn. Đó là gì? Đó là những đức tin 100% một đứa bé chịu cực chịu khổ, một đứa bé mà từ khi còn nhỏ siêng năng là 100% đứa bé thông minh. Nên Bác Hồ ngày nói rằng là cần kiệm, cần là cần mẫn siêng năng. Người đã siêng năng thì nhất định là họ sẽ biết tiết kiệm, tại vì họ làm cực khổ không có đồng tiền nên họ sẽ biết tiết kiệm. Nên con mình nhà có giàu cỡ nào nhưng tập cho con mình biết làm việc thì con mình sẽ biết cần kiệm thì gia đạo mới thịnh vượng. Thí dụ như bây giờ các con nhà giàu thiệt giàu đi vô một cái nhà hàng quán ăn, các con kêu ra một đống đồ ăn, rồi các con gấp mấy đũa các con ăn xong các con giấy các con lau miệng các con vứt vào đồ ăn. Những đức là từng là vị trí nhà hàng nè, những đức nhìn rõ ràng những người mà phục vụ
là người ta buổi tối lại là các con biết là khi người ta dọn bàn ăn đó các con, là đồ ăn thừa là người ta lụm lên hết, rồi tối lại anh em mới ngồi ăn đồ ăn thừa. Nên mình là một con người lịch sự, một cái bàn đồ ăn của mình kêu vừa thôi, thà dư tiền đó để mình bo cho những cái người mà phục vụ bàn của mình được chút vẫn có tình nghĩa. Còn nếu như mình ăn thừa thì đồ ăn nào để ra đồ ăn nấy, giấy lau miệng của mình lau xong xếp bằng phẳng để xuống đàng hoàng, chứ không phải là tấm giấy lau miệng mà ngùi lên gì, lau lau cái miệng vứt vào cái bàn. Nhìn cái bàn ăn là chúng ta biết con người này không được tiếp nhận giáo dục. Khi ngồi ăn đồ ăn là phải cho gọn, ăn xong chén dĩa xếp lại đàng hoàng, để người dọn chén cũng là phải khỏe. Dù là mình đi lỡ cái nơi quán ăn, mình ăn mình trả tiền, nhưng mình phải có một cái thái độ của một con người tiếp nhận giáo dục, là ăn xong để cho đàng hoàng, đũa đồ để ngay ngắn, muỗng đũa để ngay ngắn đàng hoàng. Dù là một tờ giấy lau miệng cũng phải xếp lại, chứ không có được ngùi lại, lau miệng xong vứt xuống, không được gì. Đó là một cái hành động giáo dục tuy rất đơn giản, nhưng khi đi giao tiếp thì ai cũng quý thương, ai cũng quý mến 100% luôn. Còn khi uống nước tuyệt đối không bao giờ cái chuyện mà mình uống chai nước mà mình uống nửa chai mà bỏ lại cho người ta uống. Lỡ người ta mời mình nguyên chai nước mình uống không hết, uống xong còn dư mình đậy nắp lại cầm theo. Tại vì sao? Vì nước mình đã lỡ uống rồi, bây giờ chừa lại cho người ta uống kỳ quá. Còn thí dụ như mình gót nước cho người ta, mình gót vừa 50, nhất định người ta sẽ uống hết. Khi người ta cần uống mời thì người ta nhờ mình gót thêm. Còn nếu như mình gót 100% mà bắt đầu uống hết ly, lỡ bể bụng thì sao? Hiểu không? Nên từ nào đó, thí dụ như cái chai xì tin này của các con uống đi, các con phải suy nghĩ cho thật kỹ con uống hết hay không. Nếu như các con uống chưa hết thì đừng gót hết, dư các con nên cầm theo. Tại vì sao? Các con uống dư thì không nên để lại, cái đó là của mình thì phải cầm theo. Như cách đây 2 ngày, những đức đang ngồi ăn lẩu cùng với đại chúng, lẩu chay, thì những đức bưng lên chén bún, gót miếng nước lẩu vào ăn. Ăn xong cái những đức thấy cái bàn kế bên mà người ta đã có lẩu rồi, mà những đức kêu người ta bưng cái lẩu này qua ăn đi, mà những đức quên mất tiêu là mình mới có múc được có một chén. Xong cái chén sau là toàn bộ bún khô hoàn toàn mà không có nước lẩu, vì những đức từ bi mà thiếu trí tuệ. Thì cuối cùng thì cái chén bún không mà có nước, thì những đức định nhờ cái chú này ông muốn dùm cái nước lẩu vô cho những đức ăn. Nhưng mà cuối cùng những đức nói: bụng làm dạ chịu con, mày một lần mày tởn, sau này mày phải kinh nghiệm, mày không được như vậy. Có nghĩa là mày phải biết thương mày, mày mới biết thương người khác. Từ nơi đó mày ăn xong đàng hoàng, mày phải tính cho kỹ là mày ăn đủ no chưa. Chứ mày ăn chưa đủ no chứ mày đi đưa cho người ta, rồi mày đói mày chết, mày lấy gì mày thương người ta. Nên ăn chén bún không, tuyệt đối không uống nước. Để chi? Để nhớ cả đời mình là tuyệt đối khi mình dùng cái gì, mình ăn cái gì hay mình sử dụng cái gì, mình phải tính cho thật là kỹ. Một lần thất bại để sau này có cơ hội thành công. Con nhớ nha. Nên có một câu mà người xưa nói rất là hay: chúng ta vấp ngã chưa phải là thất bại, nhưng chỉ sợ một điều là không chịu đứng lên. Nhớ, vấp ngã chưa phải là thất bại, nhưng thất bại là không chịu đứng lên. Nên tất cả các con phải nhớ, ngày hôm nay là ý nghĩa đó, nhắc những điều rất quan trọng mà bao nhiêu cái học cốt lõi này là cái lớp đạo làm con chúng ta phổ biến hoài đó. Nhưng hôm nay ngay ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, những đức cô động lại trong vòng thời gian 15-20 phút để cho các con được nhận thức sâu sắc. Vì nền giáo dục là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, nền giáo dục là quan trọng dữ lắm. Nên tất cả các giáo sau này có đi du học nước ngoài, đi đâu đi chăng nữa phải nhớ nền giáo dục là quan trọng. Đi đến nước nào cũng phải có nhân cách của một người Việt Nam, chứ đừng có đi qua đất nước người ta rồi thấy đồ người ta để ở ăn cắp, để cuối cùng người ta nói người Việt Nam ưa ăn cắp đồ, nó chửi cả một vàng người Việt Nam. Không nên nghe các con.
Mình phải đi đâu phải đem cái lễ phép để ta thấy người Việt Nam dễ thương, người Việt Nam có lễ phép. Như Bác Hồ đi đâu người ta cũng thương. Bác Hồ là một cái hành động, một tấm gương tuyệt vời để chúng ta học. Đi đâu cũng được người thương, đơn giản, bình dị, dễ gần gũi. Đó là một tư tưởng thành công cực kỳ lớn. Nên các con nên học tập theo, đừng bao giờ chạy theo thời đại mà bỏ cái nhân cách làm người. Rồi sau này cha mẹ già dù cỡ nào cũng phải chăm lo phụng dưỡng, chiều theo ý của cha mẹ. Đó là một cái hành động của người con hiếu. Mong rằng các con đi đến đây được tiếp nhận giáo dục và được nghe về định luật nhân quả. Từ nói lời chân thật, không nói lời giả dối, mà các con nghe được rồi, đứa nào mà lỡ mình có sai quấy gì mà cha mẹ la gầy mà dậm chân dậm cẳng, rồi hoặc là nhăn mặt nhăn mày thì nên sửa lại đi. Vì mình bây giờ còn cha mẹ còn sống, mình phải thương yêu và làm cho cha mẹ vui. Vậy thì phước các con rất là lớn. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cháu ngồi đây hay khắp nơi nơi được coi qua công đoạn này, mỗi tuần thứ bảy sắp xếp được đi đến đây để chúng ta học tập lớp đạo làm con, và cha mẹ các cháu cũng được ngồi chung với nhau như là một gia đình rất là hạnh phúc nha. Chúc cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ. A Di Đà Phật. Chúng ta chấp tay hồi hướng cái nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà.
đọc mấy cái danh sách mấy người mà bữa nay sinh nhật nè. Lê Võ Phúc Lâm 5 tuổi, Nguyễn Thị Kim Huệ 6 tuổi, Phạm Ngọc Linh 8 tuổi, Phạm Minh Chí 6 tuổi, Đoàn Thị Hà Linh 12 tuổi, Lê Thị Yến My 15 tuổi, Nguyễn Thị Kim Loan 38 tuổi, Nguyễn Trọng Hiếu 10 tuổi. Rồi ai có tên đó lên đây. Chùa mình từ hôm nay cứ mỗi tuần thì lớp đạo làm con thì những đức nêu cái chương trình sinh nhật lên. Mỗi lần sinh nhật thì tặng được cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm, pho tượng nhỏ Bồ Tát Quán Thế Âm nghe. Để chúng ta có tâm từ bi để tưởng nhớ đến cha mẹ ngày sinh nhật. Nhớ nè, sinh nhật là để tưởng nhớ đến cha mẹ chứ không phải là để đòi quà nghe. Nhớ đó. Nên tất cả các cháu nhớ là sinh nhật là để tưởng nhớ đến cha mẹ, để mình sống tốt chứ không phải là để mình đòi quà của cha mẹ, làm phiền cha mẹ nghe. Giờ nè, tặng này nghe, tặng quà con nè. Đây, nè con trai. Rồi đây. Có bé này nữa hả? Nè con, cầm chắc bể á. Đây. Đây. Nè, nè, nè con. Bé nhỏ có hả? Được rồi. Con bé nào chưa có không? Rồi. Chúng ta chắp tay lên niệm 10 câu Phật hiệu nè, ngày sinh nhật của 10 bạn. Rồi chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu hồi hướng cho cha mẹ mình nghe, hồi hướng chung nè. A Di Đà Phật. 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 Rồi các con xuống chỗ ngồi đi con. Bây giờ có mấy bài hát để tặng cho các con này nghe. Khi mấy người ta hát xong, một là mình vỗ tay, còn hai là các con giống như là mình cũng ủng hộ chút xíu nghe. Đưa tay rồi lên quơ quơ rồi lên cho nó vui vui chút, các con hiểu chưa? Vậy đó, cái người ta hát cho mình nghe, người ta cảm thấy người ta thích. Cái người, có nghĩa là người ta hát cho mình nghe thì mình cũng ủng hộ lại cái tâm mình, vậy đó làm cho người ta hát nó rất là vui nha. Bây giờ mời đoàn câu chuyện cháu nào lên hát nè. Hát cái bài Hăng Hoang Em Đến Chùa. Cho dàn pháo tay nghe. A Di Đà Phật. Chúng con xin chào quý thầy cùng đại chúng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, để tỏ lòng biết ơn quý thầy, quý cô đã chăm sóc cho chúng con, lo cho chúng con. Con xin đại diện các bạn lớp đệ tử quy xin cúng dường bài hát Hân Hoan Em Đến Chùa A Di Đà Phật. Bài hát này chúng em mới học nên đại chúng huynh hỷ cho chúng con, hoan hỷ cho chúng con. Đi học đừng thân thể học trong bài đi học. Đi chùa em hoàn hơn tư.
chào em. Mặt trời lên chiếu sáng rực rỡ, thật ấm áp, thật thân thương. Hân hoan em tới chùa. Đi chùa kìa, đi chùa kìa, hân hoan em tới chùa. Từng mới đi chùa, đi chùa, em tung tăng tới chùa. Từng lời thay trời mơ ước, đẹp biết bao tuổi hồng thơ ngây. Cùng hát say học chăm ngoan là hành trung vào đời. Lòng thầm ghi nhớ ơn thầy cô, được biết đến thế giới cực lạc, được nâng niu, được yêu thương. Vua hưng em tới chùa, đi chùa, đi chùa, em hưng hơi tới chào tường mới. Từng đàn chim líu lo chào em, mặt trời lên chiếu sáng rực rỡ, thật ấm áp, thật thân thương, hân hoan em tới chùa. Đi chùa kìa, đi chùa kìa, hân hoan em tới chùa. À, mấy bé dễ thương nha. Lên ta nói một câu thôi là có duyên liền, hinh hoang. À, cho chào bó tay thử nha, thiệt lớn nha. À, mỗi lần sinh hoạt á, thì cứ có khoảng 3 bài hát của các cháu với một bài hát của người trong chùa, của Liên Minh Ai đó, là 4 bài thôi. Thì các đoàn thì sao á, mà tập cho các cháu, để cho các cháu nó được trước công chúng nó kết duyên. Nó tháng lần đó, 3 tuần. Nên tập cho các cháu đi nó cũng vui. Còn nếu nó chưa thuộc bài hát thì mình cứ kiếm cái bài nhạc nào nó múa á, thì tự nhiên cho các cháu bận đồ giống như thiếu nhi đồ múa đồ vậy đó, kệ cho các cháu nó vui vậy. Đây là cái chỗ... cái sân chơi vui vẻ bổ ích mà trí thức đó nghe, chứ không phải giỡn đâu. Đây là cái nhân sinh sống đặc biệt nè, thấy ai cũng vui, thấy chưa? Quay phim là xong mới bị về coi đi, phải ai cũng đẹp đó nghe, vui nên ai cũng đẹp, thấy chưa? À, ai về đạo Phật. À, đoàn của cô Thư tớp ca gì thoát vòng sanh tử ha. À, ai hát lên đây. À, cho chàng pháo tay nghe. À, đây là bài hát mà hình như là cách bận đồ một số dân tộc của một số nước á. Nên quý vị coi coi ai là nước nào nghe. Nghĩa là người Việt Nam chúng ta muốn đối với tất cả các nước đều là bạn cùng như một nhà. Nên bài hát này bận đồ là nhiều nước á nghe. À, A Di Đà Phật, cho nhà pháo tay. Dạ, Di Đà Phật, hôm nay được sự cho phép của Thầy, chúng con mới có một buổi liên hoan chung vui bên nhau. Chúng con không biết nói gì hơn để tri ân tấm lòng của Thầy. Nhân dịp mai là Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng con đại diện cho tất cả các bạn trên mọi miền đất nước. Chúng con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe để dạy dỗ chúng con mãi mãi ạ. Chúng con với lòng thành kính xin gửi tặng Thúy Thầy, Quý Cô một bài hát để nói lên tấm lòng
của chúng con dành cho thầy cô ạ. A Di Đà Phật. Các cháu còn nhỏ mà được cái duyên trước công chúng gì mà hát nhiều người người ta biết biết tu không à. Nên là cái duyên này đặc biệt lắm á. Mà hát nhạc Phật giáo được không? Nên là cả đại chúng thấy ai cũng hoan hỷ vui vẻ. Bây giờ tới cô Liên Minh chùa mình lên hát bài hát tặng ra cho cha mẹ các cháu và các cháu nha. À, cô hát đi. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào toàn thể đại chúng và chào tất cả các bé có mặt trong buổi tối hôm nay. A Di Đà Phật. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con đại diện các cô trẻ kính chúc thầy ngày nhiều sức khỏe để dẫn dắt cho chúng con
về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Dạ, con xin cúng dường bài hát Đạo Làm Con. Mong tất cả các bé khi nghe những lời thầy dạy thì cả cuộc đời hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô, để không phụ lòng dạy dỗ của thầy và công ơn dưỡng dục của cha mẹ. A Di Đà Phật. Nhờ thầy Phú cho con ít nhạc ạ. Cho ta kiếp người phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thời, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thời, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thời, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi
chân chiêng vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chiêng vẫn đang từng ngày mong. À, chắc mời cô Minh hát thêm bài nữa nha. À, cái bài Tình Khúc Di Đà rất là hay. Mà thường là chương trình kết cuối cùng Nhân Đức ưa cho hát bài này. Vừa một là cũng hay, lời cũng hay, mà nhạc cũng sôi động ha. À, giúp cho cái đại chúng thấy mình tự nhiên thấy thoải mái, vui vẻ. À, bài hát này có nhạc sôi động chút xíu, nên từ cha mẹ các cháu và các cháu ai cũng thấy nồng nhiệt chút xíu ha, vỗ tay quơ tay đều lên chút xíu, thấy thấy mình cũng rất là vui cái chương trình sinh hoạt ha. Đây là cái ý nghĩa đó quý vị. Nhân Đức thường nói rằng là cái cuộc sống con người nên sống vui, dù ngày mai như thế nào nhưng hôm nay chúng ta phải sống cho vui, cho tốt. Như vậy thì chúng ta mới đầy đủ năng lực và tư tưởng để mà mình tiếp nhận cái khó trong cuộc đời sẽ đến với mình. Còn nếu như hôm nay là ngày nặng nề buồn phiền thì ngày mai chắc chắn là chúng ta sẽ bị bế tắc là chắc chắn. Dù bệnh đau gì đi chăng nữa nhưng mà chúng ta vui thì vẫn có cơ hội. Còn nếu như chúng ta buồn chán thì chúng ta suy sụp tinh thần luôn. Hoặc là người thân mình bệnh đau hay gì đó, đó là chuyện của người thân, còn bản thân mình phải sống cho thật là tốt, có tư tưởng. Để khi mình gặp người thân mình thì mình mới có thể chia sẻ cho họ và giúp đỡ cho họ. Còn nếu như mình cũng buồn như họ bệnh, vậy thì ai giúp ai đây? Nên trong Phật Pháp vẫn có cái lý rất là đặc biệt. Chúng ta phải có tư tưởng mạnh mẽ, vui vẻ, an lạc thì mới giúp được tất cả chúng sanh khổ đau nha. A Di Đà Phật. À, mời cô Minh hát bài hát nữa nha. Dạ, Di Đà Phật. À, bài hát tiếp theo là có tựa đề là Tình Khúc Di Đà. À, bài hát này độc quyền ở Tổ Đình Hộ Pháp. Lần nào sinh hoạt cũng hát bài này rất là sôi động ạ. À, con mời đại chúng cùng vỗ tay theo nhịp bài hát ạ. A Di Đà Phật. Đón xuân về ngập tràn ánh nắng sáng ngời. Nào ai ơi xin người hãy vui lên để chào mừng mùa xuân đang đến. Pháp Di Đà từ trên trao đến muôn người. Nhớ Di Đà là ta luôn có tiên cười. Thì ai ơi xin đừng lo nghi nữa, nghi chuyện trần gian nữa. Nào mình cùng hát lên nào Tổ Đình Hộ Pháp. Tình khúc Di Đà ngọt ngào ấm áp. Cho tăng thêm tính nguyện và ngày sau vang say. Cuộc đời này lắm thăng trầm và đầy cay đắng. Hãy nhớ Di Đà tìm đường giải thoát. Về với Tây Phương buôn xuôi nơi cõi trần. Và đừng luyến lưu làm chi. Rồi đã chim vui hót khắp trời. Đón xuân về ngập tràn ánh nắng sáng ngời. Thì ai ơi xin người hãy vui lên để chào mừng mùa xuân đang đến. Pháp Di Đà được chín trao đến muôn người.
nhớ Di Đà là ta luôn có tiếng cười. Thì ai ơi xin đừng lo nghĩ nữa, nghĩ chuyện chân gian nữa. Nào mình cùng hát lên, nào tổ đình hô phá, tình khúc Di Đà ngọt ngào ấm áp. Cùng hát vang lên cho tăng thêm tính nguyện và ngày sau vang say. Cuộc đời này lắm thăng trầm và đầy cay đắng, hãy nhớ Di Đà tìm đường giải thoát. Về với Tây Phương buồn xuôi nơi có chân và đừng luyến lưu làm chi. Nào mình cùng hát lên, nào tổ đình hô pháp, tình khúc Di Đà ngọt ngào ấm áp. Cùng hát vang lên cho tăng thêm tính nguyện và ngày sau vang xa. Cuộc đời này lắm thăng trầm và đầy cay đắng, hãy nhớ Di Đà tìm đường giải thoát. Về với Tây Phương buồn xuôi nơi có chân và đừng luyến lưu làm chi. Cuộc đời này lắm thăng trầm và đầy cay đắng, hãy nhớ Di Đà tìm đường giải thoát. Về với Tây Phương buồn xuôi nơi có chân và đừng luyến lưu làm chi. Dạ Di Đà Phật, chúc đại này chúng một đêm an lạc ạ. Cả đời ăn là cả đời này sanh cực là cả. Dạ Di Đà Phật. Lần sau mà sinh hoạt á, thí dụ như hát, ví dụ như đòn chị Mai hay cô Chuyển hay cô Thư á, mình lựa ra mấy bà già mà chịu chơi chịu múa một chút. Nên mình lựa mấy người già rụng răng si cầu que rồi đó lên nhảy. Đó nên ví dụ như mấy đòn mấy cô cứ chọn ra đi khoảng 6-7 bà. Nên còn nếu mấy cô chọn được là chùa mình là bao la nghe chứ không giỡn đâu. Chùa mấy bà già chịu chơi lắm á. Đó rồi xong mấy cái bài nhạc nào mà sơm sơm á thì mình cho mấy bà cụ già bà đứng đứng mọi vị trí, bà đứng bà múa múa hết trơn. Nhưng Đức rất thích mấy bà già bà soi động. Còn mấy người trẻ thì ngồi im gu. Tại sao trẻ ngồi vỗ tay được rồi. Chứ mà trẻ mà đứng lên cái người ta nói mình tại sao mà chương trình nó này kia ha. Nhưng mà già là người ta không nói được nghe. Già là người ta sẽ vui. Vì người ta nói mình tổ chức chương trình cho người già được soi động, được vui. Khi trẻ mà nghiêm túc vậy thì người ta sẽ rất là quý mến ha. Nên là chúc đại chúng an lạc nha. A Di Đà Phật. Chùa mình mỗi tuần thứ bảy cái lớp đạo làm con xong có cái lễ phóng sanh. Nguyện nhờ cái công đức niệm Phật phóng sanh và tiếp nhận giáo dục mà tất cả các cháu nhỏ, các con về đây đều là về nhà ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và các con khỏe mạnh, học giỏi và ăn ngon ngủ yên, rồi ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Cháu nào mà bệnh hoạn nghèo ọt khó nuôi thì nhờ cái phước báo công đức phóng sanh này mà giúp cho các cháu khỏe mạnh nghe. Bây giờ các con được làm lễ phóng sanh, đây là cái công đức trưởng dưỡng lòng từ. Các con về nhà dù một con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không giết thì tất cả cái phước báo đó sẽ giúp cho các con thành tụ về sau rất là lớn. Nên bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim này các con. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Bắt đầu mình cùng vỗ tay để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
chúc cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. Yeah. Yeah. Đà Phật.